Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Thép. Thì có rất là nhiều anh đặt câu hỏi đó là tẩu lọc thuốc lá thì lọc kiểu gì, và anh chả thấy cái bộ lọc nó ở đâu, tại sao nó lại lọc được. Thì hôm nay nhân tiện giới thiệu cho các anh cái mẫu sản phẩm, thì em cũng nói luôn cho các anh hiểu là cơ chế lọc của nó nhé. Thì cái mẫu hàng em đang cầm trên tay có mã hàng là ZB377, và mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng gọi chính xác mã sản phẩm để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, và để tránh cái lãng phí thời gian của các anh vì vấn đề đổi trả thì mình nên nhớ em chính xác mã sản phẩm. Ngoài ra thì các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 337 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm này, cũng như là cái hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, và cũng xem được những cái thông số rất là chi tiết ở trên website. Và em rất là tự tin khi mà nói với các anh là website nhà em đầy đủ thông tin nhất về cái mẫu các mẫu tổ lọc cho các anh lựa chọn và các anh tìm hiểu luôn. Mình chưa biết gì mình cũng có thể đọc được rất là nhiều thông số và mình hiểu rất là nhiều về một chiếc tẩu như thế này. Bộ sản phẩm bao gồm luôn luôn bao gồm là những cái bộ phụ kiện kèm theo sơ cua. Tùy từng mẫu thì những cái bộ phụ kiện này kèm theo nó sẽ là khác nhau, chính vì vậy là các anh nên lưu ý giúp em một chút, tránh cái tình trạng là khi giao hàng đến nơi các anh hỏi là tại sao không có cái này, tại sao không có cái kia, bởi vì là mỗi một cái mẫu thì hãng nó sẽ trang bị những cái sản phẩm khác nhau, và cái sản phẩm em cầm ở trên tay này cũng là một cái sản phẩm hết sức đặc biệt. Chính vì đặc biệt nên là cái lượng nhà em bán ra nó khá là cao, nó rất là chạy và được các anh yêu thích rất là nhiều. Đó là một chiếc tẩu lọc kép, nó có thể lọc được hai loại thuốc ở trong một cái tẩu như thế này, điếu thường và điếu nhỏ, rất là tiện cho các anh hay thay đổi các loại thuốc trong ngày. Đây chúng ta có hai cái nõ, đây được gọi là nõ các anh nhé. Thì một nõ to và một nõ nhỏ, khi nào các anh hút điếu to thì các anh thay nõ to, còn các anh hút điếu nhỏ thì các anh thay nõ nhỏ nhé, cực kỳ đơn giản, xoáy gen ra thôi đổi là được. Ngoài ra thì hãng còn trang bị cho một cái đầu sơ cua, nếu các anh không thích đầu vàng thì các anh có thể đổi sang đầu đen hoặc là ngược lại. Cũng như là cái cách hướng dẫn sử dụng thì bên em đều có kèm theo và đều có clip hướng dẫn, cũng như là có cái bài viết ở trên website, thì anh có thể là xem ở trên website giúp em. Đây là một chiếc tẩu lọc vệ sinh, một chiếc tẩu lọc vệ sinh. Mà cái cơ cấu tẩu lọc thì nó cũng khác nhau một chút thôi, nó không khác quá nhiều. Chính vì vậy là trong một cái mẫu tẩu này em nói qua thì các anh cũng có thể mường tượng được rất là nhiều. Đây là một chiếc không những là đa năng về có thể hút được hai size thuốc khác nhau, mà nó là một cái tẩu lọc kép như ban đầu em nói, đó là nó lọc qua hai lớp, lọc qua hai lớp, đây một lớp ạ, và đây một lớp nữa các anh nhé, lọc qua hai lớp rất là nhiều lớp, nên chính vì vậy là các anh hoàn toàn yên tâm. Và tất cả các bộ phận này đều tháo rời giúp các anh vệ sinh dễ dàng và sạch sẽ, nên là hoàn toàn đảm bảo cho sức khỏe của các anh. Ngoài ra thì cái phần này cũng được làm bằng kim loại, tất cả các bộ phận này đều được làm bằng kim loại và chỉ có phần này được làm bằng nhựa thôi, chính vì vậy các anh hoàn toàn yên tâm về độ bền của nó nhé, rất là yên tâm luôn. Ở đây thì có rất là nhiều cái lỗ sâu li ti. Em cũng nói luôn về cơ chế lọc của nó, thì cơ chế lọc của tẩu lọc thuốc lá thì nó rất là đơn giản thôi, cơ chế của nó chủ yếu là ngưng tụ ở trong cái khói lọc khói thuốc lá. Nếu mà anh nào mà hút nhiều thì các anh cảm thấy khé cổ đúng không ạ, đó là do vì cái khói thuốc nó ngưng tụ quá nhiều ở cổ họng mình, chính vì vậy nó làm cho các anh cảm giác là rất là muốn khạc nhổ, nó rất là khó chịu ở cổ họng bởi vì là cái lượng khói nó đông đặc lại quá nhiều, quá dày, nên là thường thì các anh hút nhiều sẽ bị khé cổ và đắng cổ, cũng như là nhiều anh còn sẽ bị ho và rát cổ kéo dài luôn. Thì cái tẩu lọc này sẽ giúp được các anh chặn cái đó ở bên ngoài luôn, và chính vì vậy các anh hút nhiều thì các anh cũng không không cảm giác được là sẽ bị khé cổ hoặc là đắng cổ nữa. Và cái điều đặc biệt tuyệt vời ở cái tẩu này, nó làm giúp các anh không được bị vàng ố men răng nhiều, không vàng móng tay, cũng như là lịch sự hơn trong quá trình hút. Ngoài ngoài cái tẩu lọc vệ sinh ra thì các anh có thể lựa chọn thêm, đó là tẩu lọc bông, tẩu lọc hạt. Thì tất cả các loại lọc này nó đều cơ chế chung, đó là ngưng tụ để nó loại bỏ bớt cái lượng nicotine ở bên ngoài. Và các anh sẽ phải vệ sinh cái này thường xuyên sau khoảng 5 đến 7 điếu. Nếu như mà cái loại lọc bông thì nó sẽ giúp các anh tiết kiệm thời gian hơn, nếu mà các anh ít thời gian thì các anh có thể thay lõi lọc bằng cách vứt nó luôn. Còn cái lõi lọc vệ sinh này thì giúp các anh có thể vệ sinh được nhiều lần. Chính vì vậy thì các anh cũng mất một thêm khoảng vài phút một ngày để vệ sinh. Thì một cái tẩu lọc như thế này mình sẽ hút được khoảng 5 đến 7 điếu và mình phải vệ sinh một lần.
nó sẽ ngưng tụ. Đặc biệt là đối với các anh nếu mà đang sử dụng các sản phẩm cai thuốc lá thì các anh nên sử dụng thêm một chiếc tẩu này giúp các anh bỏ rất là nhanh, và thực sự là nó làm cho các anh muốn bỏ thuốc lá ngay lập tức, bởi vì là những cái gì nó để lại mà mỗi lần vệ sinh thì các anh cảm thấy rất là sợ. Ngoài ra thì khi mà giao tiếp thì với đối tác bạn bè đồng nghiệp thì nó cũng rất là lịch sự luôn. Một chiếc tẩu, cái mẫu này thì ở trên tay em đó là có hình rồng dập nổi lên đây, rất là ấn tượng, cái gai màu vàng và chất lượng là, chất liệu là kim loại màu vàng gold rất là sang trọng, rất là hợp với xu hướng cũng như là an toàn cho sức khỏe của các anh, nên là các anh nên đầu tư cho mình một chiếc. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.